Xin chào mọi người. Hôm nay quán sách Sài Gòn sẽ dắt mọi người trở về với không gian tuổi thơ với món bánh ống lá dứa vô cùng thân thuộc nha. Dù chỉ là một xe đại nhỏ bán bánh nhưng phải nói là cách chế biến của chú vô cùng công phu và chuyên nghiệp. Quán tọa lạc tại 396B, cách mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Món bánh ống dẻo mềm, tròn vị, thơm mùi dứa, béo vị nước cốt đã làm bao nhiêu người âm thầm say mê. Nguyên liệu làm bánh ở đây được do chính tay chú chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm bột gạo, lá dứa và dừa nạo. Được chính tay chú chế biến nạo ra tại chỗ để đảm bảo cho độ thơm ngon của bánh. Hương vị béo ngậy, thơm lừng của bánh hòa quyện cùng dừa, đậu phụng và mè rang đã khiến bao nhiêu người nhớ mãi không quên. Chiếc xe bánh nghi ngút khói với những chiếc bánh bé xinh, hấp dẫn không biết đã níu chân bao người đến rồi đi nhưng lại vướng vân mãi trong lòng. Khuôn bánh của chú còn có 5 ống đựng bánh, bên trong các ống dài bên dưới có gắn một cái vòng nhỏ, que này dùng để lấy bánh ra khi bánh chín. Bánh chín nhờ vào hơi nước nóng bốc lên từ chiếc nồi nước lúc nào cũng sôi nghi ngút bên dưới. Một mẻ bánh ống lá dứa ngon sẽ thơm mùi lá dứa, từng chiếc bánh mềm mịn cuốn hút. Hương vị bánh là sự hòa quyện hoàn hảo của dừa béo ngậy với vị mùi béo của mè rang và đậu phụng, tạo nên một món ăn hấp dẫn không thể chối từ. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên like và theo dõi kênh Quán Sách Sài Gòn để đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye! Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Quán Sách Sài Gòn sẽ tiếp tục dẫn mọi người đến một tụ điểm ăn vặt thu hút đông giới trẻ hiện nay. Không chỉ vì món bánh tráng đặc biệt, món ăn đa dạng mà còn có sự tông hài của cô Đào Lô Tô là chủ quán ở đây nữa. Khi mà mọi người mà đến với chân trộn đi va bốn lá hai đường Hai Như Vương á, thì quý vị sẽ mua kêu một phần bánh tráng và quý vị sẽ ăn thử. Có thể là nó không đặc biệt, nó không ngon hơn những chỗ khác, nhưng mà có thể nó có cái mùi đặc trưng của nó là nước đắt, và cũng nhờ cái mùi nước đắt đó mà cũng có nhiều khách hàng quen thuộc á đến đây ủng hộ rất là nhiều. Bánh tráng trộn Diva Cát Thi nằm tại số 2 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Tuy cách khá xa trung tâm thành phố nhưng đường đến đây cũng khá dễ dàng. Ngoài món bánh tráng làm nên thương hiệu, Cát Thi còn mở rộng quy mô thành khu ẩm thực với rất nhiều món ăn khác.
Mỗi phần bánh tráng này ủ tóp bên bao gồm trứng, khô bò, khô gà, vân vân cùng các loại gia vị khác, chỉ có giá tầm 30 cành. Hầu hết đều được quán chuẩn bị sẵn nên nếu mua về thì có thể tự trộn. Nếu khách hàng ở lại ăn tại chỗ thì sẽ được chính tay đi với cách thi trộn đó nha. Sợi bánh tráng tơi dẻo nhưng không bị mềm, kết hợp cùng các loại gia vị và độ cay nồng từ sa tế tạo nên hương vị rất riêng. Gấp miếng bánh tráng kèm thêm một cái trứng cuốt thơm béo thì chỉ biết gấp thêm miếng nữa. Vì quán khá đông đúc nên nếu đợi lâu thì hãy nhắc mấy anh chị nhân viên nha, vui vẻ không gọi nè. Ngoài ra tụi mình còn đặc biệt ưng cách phục vụ ở đây luôn á, cần gì thì cứ nói sẽ được giải đáp tận nơi, ai cũng vui vẻ và nhiệt tình hết, cứ yên tâm nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên bấm theo dõi kênh Quán Xá Sài Gòn để chờ đợi những video tiếp theo nha. Hi, xin chào mọi người. Lại là Quán Xá Sài Gòn đây. Hôm nay Quán Xá Sài Gòn sẽ dẫn mọi người đi ăn bột chiên Bà Cụ. Nằm ở số 196-198, đường Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11. Đó là món bột chiên Bà Cụ, bà bán bên cạnh trường mầm non nên chỉ cần để ý một chút là các bạn sẽ thấy ngay. Bà năm nay hơn 80 tuổi rồi, tóc bà đã bạc nhưng mà nhìn bà vẫn còn khỏe lắm nha. Bà là người Hoa, sang Việt Nam từ năm 7 tuổi nên các bạn nói tiếng Hoa hay tiếng Việt bà đều hiểu hết. Bà bắt đầu bán từ lúc 4 giờ chiều đến tầm 9 giờ tối là hết rồi nên mọi người tranh thủ đi sớm nha. Đi trễ là đông lắm không có chỗ ngồi đâu vì ở đây chỉ có 2 đến 3 cái bàn thôi. Ngoài bột chiên ra thì bà có bán thêm nui xào, mì xào, hủ tiếu xào nữa. Hôm nay tụi mình đã gọi 2 phần bột chiên 2 trứng. Bột chiên của bà làm theo kiểu người Hoa nên bột khá mềm chứ không có giòn, cũng không có đồ chua ăn kèm như nhiều chỗ khác. Một phần đồ ăn đơn giản bà làm chỉ có trứng, bột chiên và hành lá để ướp với nước sốt, nhưng không biết vì sao ăn vào lại thấy rất là đậm đà và thơm. Mình nghĩ điểm nhấn là nước sốt cùng với sa tế ớt làm cho món ăn ngon hơn. Bà lớn tuổi rồi nên còn hơi lãi tai nên khi mà mọi người order thì mọi người nhớ nói to lên để bà dễ nghe nha. Bà cũng hơn 80 rồi, thay vì ở nhà để được con cháu chăm sóc thì bà lại phải đi bán hàng như vậy, nhìn rất là thương bà luôn. Nên mọi người có đi ngang qua quận 11 thì ghé ủng hộ bà nha. Một dĩa bột chiên một trứng thì 18k, còn hai trứng là 23k. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên like và theo dõi kênh Quán Xá Sài Gòn để cùng đón chờ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Quán Xá Sài Gòn sẽ dẫn các bạn đi một quán gỏi nước tiếng tại thành phố nha. Quán đã mở cửa từ lâu nhưng vẫn thu hút được nhiều thực khách đến ghé thăm bởi hương vị đặc biệt. Không chỉ được ăn ngon, mọi người đến với quán sẽ có cơ hội được giải trí bởi sự vui nhộn của cô chủ quán. Gỏi đu đủ Ti Thi tọa lạc tại số 546 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6. Tuy cách trung tâm thành phố khá xa nhưng nhìn chung đường đi cũng rất dễ. Hầu hết các món ăn, đặc biệt là gỏi đu đủ của quán đều do chính cô chủ chế biến nên đảm bảo được sự tươi ngon cũng như hương vị đặc trưng nha.
gian quán cũng được Thi sửa chữa lại khá rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt còn bổ sung thêm rất nhiều món ăn mới nữa. Phần gỏi đu đủ làm nên thương hiệu của Thi ăn rất cuốn, dù là món ăn của người Thái nhưng lại vứt vừa khẩu vị của mình. Ngoài phần gỏi đâm cùng mắm, Ba Khía còn gọi thêm các loại topping khác như da heo chiên giòn, tôm ghẹ chiên, v.v. Với một đĩa gỏi đầy ụ như vậy nhưng giá thành lại rất đảm bảo luôn, chắc chắn ai muốn sẽ không hết được. Mình khá ấn tượng với độ cay của món gỏi, dù phải hít hà liên tục nhưng gấp một miếng rồi thì phải gấp tiếp. À đừng quên quán bắt đầu mở từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối đó. Quán thì luôn tấp nập khách ra vào nên chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được không khí rộn rã tại đây. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ghé qua quán Ngụy Sáu làm ngay để gỏi đu đủ để ấm bụng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn theo dõi quán Sáu Sài Gòn để chờ đợi những video tiếp theo nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bầu trời nắng gắt quá, không biết mọi người có muốn đi ăn gì không nè. Hãy để quán Sáu Sài Gòn dẫn mọi người đi giải nóng bằng hai món ăn vô cùng ngon miệng, đó chính là rau câu ba màu và bánh flan nhé. Tiệm rau câu Thanh Hòa nằm trong khu ẩm thực của chợ Hoàng Hoa Thám, số 17/65 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình. Trong lúc nó nắng nóng thế này mà làm ngay một cái rau câu thì khỏi phải bàn luôn mọi người. Rau câu ở đây vừa thơm vừa giòn, cắn một miếng sẽ cảm nhận ngay được sự ngọt thanh, sực sực của rau câu. Phía trên rau câu có một chút cà phê, hòa quyện cùng một chút sữa tươi, thơm ngon vô cùng. Mà nói về bánh flan thì mọi người khỏi bàn luôn ấy, ngon lắm luôn mọi người ạ. Bánh được chú chủ quán làm rất mịn, ăn rất là ngon và đặc biệt là bánh không bị rỗ. Cắn một miếng thì ôi thôi, ngọt ngọt vô cùng mọi người ạ. Lớp caramel hòa quyện cùng với sữa tươi, ăn cùng bánh flan thì ngon vô cùng, không thể diễn tả nổi mọi người ạ. Ai có ghé chợ Hoàng Hoa Thám thì hãy mua ngay một phần về thử nha. Chỉ có 6k cho một chiếc bánh flan và rau câu thôi đấy. À nhắc mới nhớ, chủ bán từ 7:30 sáng đến 18:30 tối luôn nha. Nên mọi người cứ yên tâm để sẽ mua được thôi nè. Video đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh quán Sáu Sài Gòn để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.